laptop Windows vô thời hạn. Giám đốc điều hành mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, ông Richard Yu đã xác nhận với CNBC về điều này. Thiết bị này trước đó được lên kế hoạch sẽ ra mắt tại CES Asia diễn ra tại Thượng Hải tuần này, nhưng các lệnh cấm của Mỹ đã ngăn Huawei hoàn thành chiếc laptop khi không được dùng phần mềm của Microsoft và chip Intel. Ông Yu nói với CNBC đây là một tình huống không may mắn. Việc chiếc laptop này có được ra mắt trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn việc Huawei có còn trong danh sách đen hay không không có các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của chiếc laptop này trong các báo cáo, chỉ biết nó thuộc dòng MateBook. Huawei trước đó đã nâng cấp dòng MateBook X Pro được đánh giá cao tại MWC 2019, trong khi chiếc laptop tầm trung MateBook 13 được giới thiệu tại CES hồi tháng 1 năm này. Thông tin từ đầu tuần này trên DigiTimes cho biết, Huawei đã tạm dừng sản xuất và phát triển máy tính sách tay, trong khi Microsoft vẫn giữ im lặng về khả năng hợp tác với Huawei ngoài việc loại bỏ các laptop của Huawei khỏi gian hàng trực tuyến của hãng, Huawei tiết lộ rằng việc dự trữ linh kiện và công nghệ bản quyền của họ sẽ giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ và mảng laptop chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của công ty mà thôi. Thế nhưng máy tính lại là mảng thành công nhất về mặt thương mại của Huawei tại Mỹ cho đến thời điểm hiện tại. Sự rút lui có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất về thiệt hại mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang gây ra cho Huawei. Hải Phòng, Theo Zvez. The